Ok, và xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý của mùa 9 và cùng nhau xây dựng những đội hình mạnh nhất của mùa 9 nha anh em. Rồi, AFK 3 vòng đấu và chúng ta sẽ nhận được 18 tiền. Tại vì mình đang sử dụng cái huyền thoại của Tam Ken cho nên là sẽ lấy luôn. Và trước khi tiến hành AFK thì mình phải lắp đồ và giữ máu đã. Đấy, AFK là chúng ta không thể sắp xếp đội hình, lắp đồ hay là làm gì hết nữa. Và hiện tại thì mình đang cho một cái con Mazaha vào trong cái vị trí của cái vùng đất Ionia thì nó sẽ có được hết những tộc hệ ở trong cái vị tướng này. Wow, nhà này ban máu luôn này. Chị đau vãi lờ. Anh em nào mà bị chị thì thôi, đúng thốn. Ai đây? Wow, sao thế em? Như này thì cũng tính chơi hư không à? Lúc đầu thì là ngỗ cũng tính chơi hư không đó. Nhưng lấy chơi hư không thì ngỗ lưng chơi lấy luôn. K6 khá trâu. Nhưng với đội hình quá đông người thì có lẽ chúng ta khả năng bị thua khá cao. Chưa kể thanh niên sao thế em này thì có cầu hồi phục. Những cái loại công nghệ có khả năng hồi phục máu cho đội hình. Đấy, căng đợt ý. Khi mà team địch à, team mình bay màu thì sẽ được hồi máu ý. Hai ác. Ôi, tuy là thua 3 trận cơ mà vẫn phải gọi là ra chợ sau ạ. Đùa chứ mấy ông kia bán máu. Cái ông đợt lưng đau vãi lờ với cả kẻ hạ ngục này. Mình cũng thua 3 mà máu có vẻ rất là chênh lệch luôn này. Chưa kể là mình còn AFK nữa cơ. Hay thật. Phía đi trận lần này có thìa nhưng mình sẽ không cần thìa. Lượng một con dây si này thì khả năng sẽ ngon hơn. Biết đâu là anh em mình lại có được cả 3 Pitover thì sao, đúng không? Rồi, sau khi mà AFK 3 trận thì chúng ta sẽ nhận được 18 vàng nha anh em nhá. Tiền về. Cháu xin 40 tiền ở vòng 2.5. Hiện tại thì bây giờ chúng ta đang coi như là chấp một lõi luôn. Nếu mà cho Viego với cả con Maokai này vào thì chắc đẹp cũng không ra gì lắm. Thế vào đấy thì mình cứ giữ nguyên đi. Cũng chưa xuất hiện thêm Vi cho nên là cũng chưa thể nào mà kích hoạt được 3 Pitover. Cho nên là cứ từ từ. Đó chính là kẻ hạ ngục. Khả năng cao sẽ là một bài đấu can trường. Hay là Yogdo đây. Làm thêm cái đai máu đi. Giời ơi, pha này thì chúng ta thua nhưng khả năng cũng sẽ không bị mất quá nhiều máu. Của JC. Cầu sấm và cả gió tốc rồi nhưng mà vẫn chưa thể nào mà hạ ngục được. Với con căn trường quá trâu. Đau thật. Tám máu ra đi. Vì chưa có vì ạ. Với Zinix thì nó cũng sẽ có thêm được một chút bắn tỉa. Can trường này. Yogdo này. Wow, bắn tỉa Ionia. Bắn tỉa lại đi cùng với cả Ionia thì tôi thấy cũng là lạ. Nó cũng hơi bị sượng sượng nhở. Mình thì cứ chơi mấy cái đội hình sách giáo khoa cho nó an toàn. Chắc là kẹp thêm 3 Ionia để có thể giữ máu thôi. Rồi, tuy là thua 3 trận trong khi mà AFK thậm chí mình còn không được ra đầu tiên. Úi giời ơi, có thiệp vàng kìa. Thua 3 trận cơ mà lại không được đi chợ đầu này. Quỷ đá thật. Hai ông kia bắn máu phải nói là sâu ngút luôn. Ok, mình thì vừa nhận được một con JC. Tuy là cái phía đi chợ lần này thì có thiệp vàng. Nhưng với đội hình hiện tại của mình thì đang tính chơi những cái phong cách như kiểu hư không hay là ở Zaun thì chắc là nó cũng sẽ không cần thiệt lắm.
lập một con Genji này, biết đâu lại có được cả 3 Piltover thì sao? 18 tiền sau 3 trận AFK. Tiền về túi anh em mình rồi. Vậy là chúng ta đã có được 40 vàng ngay từ vòng 2.5, một trong những cái khởi đầu AFK khá là tuyệt vời. Maokai với cả Virgo à? Mình nghĩ là dép không ngon bằng cái form bài hiện tại đâu. Mazaha thì đang kích hoạt cho đội hình của chúng ta có thêm một chút phù thủy. Phù thủy luôn, phù thủy là kết hợp với cả Orianna đấy. Rồi, kẻ hạ ngục lựa chọn cho mình một cái loại công nghệ mà ban máu đầu game luôn, khá là liều lĩnh. Mình sẽ lắp thêm một đai máu đi. Những con can trường đầu game mẹ nó khó chịu. Thôi xong rồi, không khéo là cũng đấm được một con can trường nào quá. Cố lên nào JC và Orianna. Tại sao bộc ra cho bản thân thế? Soraka đằng sau thì liên tục những cú hồi máu. Rồi, lại thua tiếp tục 4 quân à. Đau đi thế. Vi vẫn chưa có Vi. Mình sẽ bắt Zinix để có thể kích hoạt thêm một chút bắn tỉa nha anh em nhé. Đây đi. Can trường Ionia. Wow. Như này thì Zaun hư không và nó sớt. Rất là nhiều những cái đội hình mà mạnh về những giai đoạn cuối trận đấu. Chúng ta không thể nào mà xem thường với cái đội hình của ông này được. Ai đây? Trái tim bắn tỉa đến từ vị trí của TTE, cậu bé JC. Cậu bạn JC. Oh, như này thì lại chơi một cái đội hình bắn tỉa mà lại kết hợp với cả Ionia. Tôi thấy nó cứ sai sai. Khả năng lại là bắt Ionia để có thể đép bài rồi. Không ăn thua. Còn bị đập ngu người. Nhưng dẫu sao ở vòng 2 chúng ta đã có được 5 trận thua liên tục. Và có được cái chuỗi ăn bãi đá rất là ấm. Hai cây le à? Katarina nào? Kẹp thêm con này vào đi. Cũng chưa biết chơi gì luôn. Tôi đang muốn tích một cái lượng tiền phải nói là khủng khủng để có thể săn những cái lõi tiếp theo. Ví dụ như bây giờ anh em mình tích lên tầm khoảng 70-80 tiền gì đấy, sau đó thì có thêm cả quỹ phòng hộ hay là nhà tài phiệt hoặc là khuyến mãi kinh nghiệm thì nó sẽ rất là tuyệt vời phải không nào. Cho nên là từ từ rồi mới xài tiền nhá. Ok, bằng con này Katarina JC với cả con Taric. Mình nghĩ là phải giữ lại con JC rồi, chứ bán được. Bán giờ là không có gì đẹp. Mazaha 2 với cả Orianna. Taric này, Velcott này. Wow, 3 hư không đi. Nhét vào đây. Gì chứ, hư không là một trong những cái đội hình mà đép rất là ổn áp ở những cái vòng đầu game hoặc là giữa game. Nếu như mà chúng ta có hư không thì hãy bắt bộ nhá. Cho Taric vào thì có hẳn 4 phù thủy luôn. Được hay chứ. Tại vì mình đã có 3 phù thủy sẵn là Mazaha, Orianna và con Velcott rồi. Tại vì nếu như mà chúng ta xếp cái vị tướng này ở ô cuối cùng ở vùng đất này anh em, vùng đất Ionia này này, thì nó sẽ có được tất cả những cái tộc hệ mà vị tướng này sở hữu, ngoại trừ những cái tộc hệ kiểu một mình ấy, kiểu như cái hệ nữ chúa hoặc là hệ của con Aatrox. Mấy con đấy thì nó sẽ một cái hệ riêng biệt, nó sẽ không búp cho những cái vị tướng khác được. Nếu mà búp được cho nó nữa thì lỗi quá. Wow, xong rồi. Ngân sách cân bằng thôi, còn gì nữa. Thôi lên cấp đây. Cho JC vào đây. Vi này, làm tí Piltover đấy. Tại vì con ấy của mình, cá sấu thì nó cũng yếu hơn con Vi nhiều. Cái này mình sẽ ném cho Gat. Này, em có chó trâu. Dây chuyền luôn không? Dây chuyền luôn thì mình nghĩ là hơi chiến đấy. Đợi cái nước mắt này thì anh em mình làm có thể là một cái Sojin thì
ổn áp hơn đấy nhở. Đây Sojin luôn. Còn cái kia thì có thể làm về một cái trang bị thiên hướng cho gắt ba này, thiên hướng kiểu vết thương sâu như giáp lửa, thêm một cái giáp máu nữa chẳng hạn. Lolly Besson, nhà này thì cốc sức mạnh, không biết là tính chơi eco hay không đây. Chơi eco mà nó vã cho những cái con đằng sau thì đúng là mệt người. Gì chứ, Pitover mà lại còn đi cùng với hư không thì cảm giác đội hình anh em mình rất đông và đánh rất sướng. Quá phê. Tiếc là không có những cái lõi mà mình đang hướng đến như khuyến mãi kinh nghiệm hay gì đấy. Azi à? Nhưng mà với ngân sách cân bằng này thì nó cũng không quá tệ phải không nào. Tôi sẽ ưu tiên lấy cái vàng, những cái lõi vàng khi mà lựa chọn cái huyền thoại của Tam Ken. Còn về cái huyền thoại thì mình nghĩ là anh em nào cũng đã cũng kiểu biết chọn rồi đúng không? Mình thì đang chọn cái huyền thoại của Tam Ken. Tam Ken này thì nó sẽ có được những cái lõi đa số là liên quan đến vàng mà thôi, kiểu AFK này, ngân sách cân bằng này, quỹ phòng hộ nếu như anh em xuất hiện ở những cái vòng 2.1 đấy. Phê lắm. Anh em nào mà thích thú về vàng thì có thể lựa chọn cái huyền thoại mà anh em yêu thích. Lưng đau này, đúng rồi, lưng đau này. Bùm, ok, chúng ta vẫn có thể win một cách tương đối dễ dàng. Đội hình của mình gần như là full 2 sao hết cả, ngoại trừ Velcot cũng là cho gạt thôi. Cho gạt thì đầu ghê nó phải lên nhiều nhiều một chút đấy đúng không? Tôi sắp cút rồi. Bình tĩnh. Còn nhiều tiền thế kia mà còn sợ cút. Wow, con cứu thua của ông kia kìa. Con cứu thua là một là Kai'Sa, hai là Jerry. Kai'Sa hàng xịn thế mà anh em không lấy thì tưởng anh em chê thì cứ để tôi. Chê thì tôi lấy vội. Mình thì cứ thích những cái trang bị mà kiểu tăng máu đây. Càng nhiều máu càng về. Cho nên là mình đã quyết định là lấy thêm một cái đai máu cho gắt. Đây rồi, cho gắt 2 thì thưởng nóng luôn nhỉ. Kai'Sadin à? Kai'Sadin thì chưa có được cái Rek'Sai với cả con Kai'Sa cho nên là mình cũng chưa vội lắm. Nhà này thì hư không có vẻ chơi nhiều thế. Bắn tỉa này. Wow, hôm nay tính chơi của Gwen à? Gwen là một trong những cái con mà bốn vàng hiện tại đang kiểu nhiều anh em sử dụng phết. Nó có thể cắt những cái con carry đằng sau, rất khó chịu. Rồi đội hình Demacia kết hợp với Can Trường lựa chọn nhà tay Việt, nhưng mà thanh niên này để sai hết tiền thế. Wow, quá mạo hiểm. Chắc là đang tính tìm 5 vàng kiểu Heimerdinger đây mà. Nhưng mà đấy chỉ là trong những giấc mơ thôi. Nếu mà có Heimerdinger kiểu máy bào tiền thì chắc là sẽ gỡ gạc được rất nhiều. Nhưng mình nghĩ cái tỷ lệ xuất hiện chỉ là 1%. Thì thôi anh em mình cũng không dám liều như thế. Hai mặt già hà không cần lắm. Hả? Tiền đó. Bay vào túi chứ bay đi đâu đây. Bay ra nhà khác là tôi dỗi luôn. No shirt. Cái nhà mà hư không mà mạ vàng anh em. Để ý là những cái con cá hư không hay là Baron không thì sứ giả khe nứt thì sẽ có được rất là nhiều máu và sự mệnh phép thuật. Thì ghê gớm lắm. Cho nên là lấy là lý do nhiều anh em mạ vàng cái bộ tộc hư không này. Nếu như anh em thích mạ vàng hư không thì hãy comment ngay cho mình biết để mình có thể làm về hư không mạ vàng đấy, hoặc là để lại cho mình thêm những ý tưởng khác như ý tưởng yêu thích của anh em, đội hình mà anh em mong muốn mình làm thì hãy bình luận ngay nhá. Có thể bình luận một cái điều tích cực gì đấy cho những cái bạn comment sau. Và một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều vì đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Và nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé.
mình có kiểu động lực làm nhiều ý tưởng của anh em hơn nhé. Thank you. Chúng ta có thêm một con sen 85 à. Có gì ôm một vài những con 4 tiền này, nó mà ra xoay bài thì thôi. Nhiều khi là những cái lõi bạc ấy anh em, có thể giúp cho chúng ta lật kèo một cách không tưởng. Anh em mà đang có những con mà 3 tiền và 3 sao ở những thời điểm này, xoay một phát nhờ. Mà nó ra kiểu Azir hay là ở Javan rồi ơi, Jerry Afe 3 tiền 3 sao ở thời điểm này thì quá ơi. Xuất hiện luôn con Heimerdinger à. Đều thế. Tỷ lệ chỉ có 1% mà thôi. Really? Quá ảo rồi. Wow, thề luôn anh em. Cái trận mà cầu xin cầu, kiểu đang có 5 Piltover đấy, muốn gọi là muốn quỳ lại nó ra để có thể chơi 6 mà nó không chịu ra cho mình. Bây giờ nó tự đập vào mặt luôn. Khó hiểu thế. Đùa. Đời lắm lúc quái oăm mãi. Ây à, trái tim bắn tỉa. Hôm nay là con ấn bắn tỉa của con Zihin bắn tỉa kết hợp với Ionia là một trong những cái thứ mà đang rất mới. Tôi chưa thể nào mà tiếp cận được. Thiện xạ bắn tỉa. Really? Cậu bạn gì xí? Có ổn không đây? Không bạn có ổn không biết nữa. Ta đang có 4 bắn tỉa luôn á. Tiền 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 món quà chơi tay và bắn tỉa xong đấu. Ok. Mê. Khó thế. Tiền 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 hay là trái tim của Beethoven đây. Mình sẽ lựa chọn là vàng đi. Tại vì game này đối với mình thì đã có được Hammer sớm là một điều may mắn rồi. Không nên mạo hiểm nữa. Chỉ cần chơi một cái đội hình nó cứng cứng mà vào top là cảm thấy ổn áp rồi. Không nên quá mạo hiểm. Heimerdinger 4 phù thủy. Hay vào đây tí đi. Chuyển sang bên này. Heimerdinger cho nó cái Sojin luôn không anh em. Sojin luôn nhé. Úi giời ơi. Nhà này Cassiopeia lại 3 cốc sức mạnh. Không kéo là chơi Kama. Quần đảo bóng đêm kết hợp với căn trường. Cassiopeia này có thực sự là hữu dụng hay không đây? Nhưng khả năng sẽ là những cái sự khởi đầu cho một bài đấu Zaun mà thôi. Trong khi những cái lõi mà liên quan quá nhiều đến Zaun. Wow wow wow. Rek'Sai có những cú vô. Tưởng vô phát triple kill thì đúng lỗi vai. Tự động sửa chữa à? Mình sẽ không lấy tự động sửa chữa này nữa. Nếu mà anh em có một cái đội hình châu châu rồi thì không cần cái này lắm. Thép vào đấy thì mình sẽ hướng đến những cái kiểu máy bảo vàng hay là hiệu ứng thu nhỏ và kiểu thiêu đốt. Yasuo no search. Ui giời ơi. Can trường nè. Kẻ ngục nè. Nếu mà xác định chơi can trường kết hợp với những cái bài đấu kiểu dạng lên cấp 9 thì nên đép bằng cây lè và lắp thật là nhiều Solari nhé anh em. Nhà này chơi Rek'Sai cũng khá cứng. Quyết định của anh ta là mạ vàng. Làm gì đây, làm gì đây? Ăn tui hả? Không khó đâu nha. Không có đâu nha. Nhà mình vẫn còn đám đằng sau rất hùng hậu. Quá ổn. 4.3 còn rất là nhiều tiền ạ. Chỉ cần đép ổn thôi, game này là của mình rồi. Tại vì mình đang sử dụng 3 lọ liên quan đến vàng. Thì đồng nghĩa cần phải có thật là nhiều những cái vị tướng bậc cao kiểu 4 tiền và 5 tiền ấy. Đây đây đây, Sion của tôi. Vãi cả nồi. Sao thế?
Sao thế em ơi? Sao cùng với nhau nhưng mà con Xeon nó lại độ các bạn sao thấy em kia hơn. Thế thì tôi cũng chịu rồi. Đây, xuất hiện một cái máy bao vàng đầu tiên. Chơi 6 Piltover nhưng mà ở kiểu những cái vòng 3 cơ. Vòng 3 chơi 6 Piltover nó mới hay. Chứ vòng 4 đến nơi mà chơi thôi thấy là nguy hiểm quá. Wow, Ionia còn thiếu một cái. Bắn tỉa cũng thiếu một. Tại sao bạn này không cho một con dây si vào nhỉ? Để có thể kích hoạt được kiểu bốn bắn tỉa trước đi, hoặc là 6 Ionia chẳng hạn. Cầu quen 3 đồ là đẹp. Kết hợp với quần đảo bóng đêm mà khá là chật. Anh ta cũng có Aatrox kích hoạt thêm đồ tể. Cái quen này thì có những cái hiệu ứng như là giảm giáp và kháng phép của team mình đi á, khi mà nó cắt 3 phát. Một phát cắt đau lắm. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi, để dành tiền lên 9 rồi mình all in nhá. Trận này chơi 8 nó không ổn rồi. Trên 8 là bị mấy ông bắt hết 4 tiền rồi còn đâu. Công không khích cơ khí thôi cháu chịu, cháu là chỉ thích cái thôi, cháu là chỉ thích máy bào tiền thôi. Wow, hóa ra là bài Eco 3 cái công sức mạnh. Cassiopeia cũng chỉ là mồi nhử. Bên này thì nó rớt phiên bản Yasuo thì sẽ có rất là nhiều đam sát thương và máu. Đam với sát thương như nhau mà, ta quên mất đó. Ai đây? Đó chính là cậu bạn JC với cái đội hình khá dị hợm. Zihin phiên bản bắn tỉa. Đam thì của dây con Zihin này nó đã nhiều rồi. Nhưng mà tôi ghét cái con Zihin này vãi đái rồi. Thề luôn anh em ơi. Bắn một phát rõ đau. Anh em thấy không? Bắn một phát thôi đi. Kiểu một hàng team nhà mình kiểu hẹo hết luôn. Nhưng mà về late game chắc chắn nó sẽ đuối hơn những cái con 4 tiền khác. Chút nữa anh em sẽ thấy. Ví dụ như Kai'Sa thì Kai'Sa nó lùa cho thằng Zihin đấy. Bắn không trúng phát nào luôn ý. Có những pha xử lý rất là đần của Zihin. Tôi đã từng chơi Zihin khá nhiều rồi. Cho nên là tôi cũng là một người từng trải rồi. Rồi. Cho thêm những cái đội hình 4 tiền vào thôi. 4 tiền và 5 tiền. Mô đun thu nhỏ. Mô đun thu nhỏ này giống kiểu như là cho team bạn thành người dốc đồ ấy. Cũng khá là vui. Nhưng mình tìm máy bảo tiên cơ. Hơi đen khi mà không có thêm một cái cuồng đao nào cả. Tự động sửa chữa. Đây, máy bảo vàng. Rise, Rise, Kassante. Mấy con nào không chơi thì cứ bán hết đi nha. Con này thì có 3. Đây, 3 Surima này. Bên này thì cũng sẽ có thêm được căn trường. Mà cũng có thêm được một chút quân sự. Rek'Sai. Carry. Mà thanh niên này lại có đâu ra một cái ẩn mà ẩn của con ấy nhở? Mazahar ẩn vô pháp thì kia. Ảo đá thật. Xem cái đội hình mạ vàng, anh em có thể thấy thì máu của con sứ giả kia rất rất trâu bò. Thua rồi. Trâu quá. Quá khó chịu. Đầu thốn rồi đấy. Anh em tôi hơi bực rồi đấy. Rèn cái này xem nào. Một cốc sức mạnh à. Trước tiên là phải lắp cốc đã. AZ2 này, AR2 này. Thế một cái máy bỏ tiền cuối cùng đâu? Đây rồi. Tốn rất nhiều tiền để có thể đổi lại đấy. Nó không làm ăn ra được cơm cháo gạo tiền thì thôi anh em mình niệm luôn này.
Một cái găng đạo tặc này thì mình sẽ ném cho Ari để có thể giữ máu luôn đi. Còn gì nữa đâu mà khóc với dầu. Ra số 2 sao phiên bản của Nausert. Ôi giời ơi, hãy cho tôi vàng đi, máy bảo vàng ơi. Đầu tư 18 tiền để mua 3 nâng cấp, bằng nó sẽ cho mình những cái lợi tức lại. Chứ giờ bây giờ là nghèo kiết xác rồi. Wow, nhà này cũng 3 máy bảo vàng nhưng kẻ hạ ngục. Kẻ hạ ngục. Thôi xong rồi. Kẻ ngục sẽ là người phải tạm dừng cuộc chơi tiếp theo. Sen 2 sao à? Cassante à? Thay thế một chút đi. Cho con Achok vào đây vào đi. Đấy. Với Achok này thì chúng ta sẽ có cái hệ Duckin. Mà nếu mà chúng ta nhét con Duckin này vào trong cái ô của Ionia thì nó sẽ không kích hoạt những cái tộc hệ kiểu Duckin cho những phi thường khác. Thay vào đấy thì nó sẽ kích hoạt đồ tể. Thêm một đồ tể mà thôi. Hai con Sion à. Đây rồi. Gặp cậu bạn JC. Xem là cậu bạn nào. Cậu bạn. Rồi xong rồi. Nhìn mặt rất đau nhưng mà nó lại 1 phút nó chỉ bắn một phát thôi. Bắn rõ chậm. Dặn ỉa mắc lâu luôn. 38 máu. Wow wow. Rexang nó cứ kiểu vô vô đau thật. Đi chợ nào. Wow, trong phiên đi chợ lần này thì xuất hiện một ẩn của Ionia, Cassante và Achok. Mất con Cassante rồi. Achok thì sao? Mất luôn cả Achok ạ. Đều thế. Mì. Hỏng luôn rồi. Bua em ạ. Achok bây giờ anh em mình Achok 2 rồi đấy. Buồn dữ. Belvet và Senna. Mình thì cũng không chơi hư không nữa. Này lắp cho Sen đi. Chút khi nào mà Sion 2 thì anh em mình sẽ đổi đồ sau. Khó chịu thật. Đây 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 cái ông này này. Hôm nay đầu game là giữ máu ổn cho nên là cuối game nó vẫn vậy. Máy bảo vàng ơi. Wow, 4 tiền đầu tiên. Thêm đi, thêm đi, thêm đi. Không có. Ô, oh, thêm 4 tiền nữa. Nice. Ôi. Thôi cũng được. Như này là cũng ổn rồi. Đấy là Belvet à. Này thì có thêm đấu sĩ. Ê giời ơi. Nhà này thì bắt một Cassante với Sion. Nhà này cũng Sion. Nhà này cũng Cassante với cả Achok hay Merdinger nữa. Quá nhiều năm vàng rồi. Vậy là cũng hơi khó cho chúng ta để có thể lên được một vị tướng 5 tiền 3 sao đấy. Lên một thôi là cực khó rồi. Nhà này Cassante 2 quân rồi chứ. Khó chơi quá. Ui giời, ui giời, ui giời. Ui, cái vùng đất của Dry này nó kêu búp thêm máu với cả tốc đánh ấy, anh em ạ. Sao mà con kia trâu vãi bìu. Thôi nhà này niệm rồi. Ờ, gọi đông đông ra tí, hách thêm tiền. Ok, nay thì Zasua phiên bản No Search đi. Anh em dạo này chơi biến tấu mới mẻ và phết. Zion 2, Ahri. Này có một Sion mà phiên Sion lại phiên bản ấy là như nào nhờ. Tôi cũng đã muốn lên kiểu Sion 3 sao ấy anh em. Đồ này thì
ném một cho xe on mà gì nó kiểu trâu như kiểu cục đất luôn ấy, bất tử luôn. Xe on này chắc là chỉ thua Kassante thôi. Đây một cái nhân bản từ cỡ lớn ạ, phê vậy. Hammer này, Aatrox này, Rise, Belved này. Ồ, đến lúc phải tạm biệt những cái quân Surima rồi. Cứ 5 tiền mà vã cho mình về lây ấy. Rise. Ui, 6 con rồi. U U, lại còn thêm một con Rise nữa anh em ơi. Vãi chứ. Giờ thì Ari cái nỗi gì. Ờ, 3 thú tượng luôn à. Trận này mình chơi 3 thú tượng không biết là có ổn không nữa. Ui, luôn nuột thế. Nào chơi Xeon kia đừng bắt thêm nha, bắt thêm là chết tôi á nha. Nào làm việc đi, làm việc đi, máy vào vàng ơi, cây ATM ơi, cây ATM của tôi đâu, đâu rồi? Bắn đi cây ATM. Ôi thôi xong rồi. Mẹ, cây ATM nhà team địch có vẻ lợi hại hơn cây ATM nhà mình. Đến lúc chúng ta phải all in rồi. Không còn quá nhiều màu nữa. Ui, đây rồi. Một con grind nữa thôi please. Không lên thì mình sẽ sử dụng cái này luôn cho nó chắc và an toàn anh em ạ. Với cái vùng đất vòng xoáy không gian của Ionia sẽ có được những cái tác dụng như tặng thêm 300% tốc độ đánh trong 6 giây và hồi lại 3.000 máu cho những cái đồng minh, khiến kẻ địch kiểu đồng minh của chúng ta kiểu 300% tốc đánh à. Anh em xem này, đấm nhanh lắm. Ui giời ơi, bắn kìa, team địch tôi còn bị choáng nữa cơ. Ui giời ơi, đỉnh cao anh Rize ơi. Hiệu ứng quá khó chịu. Và bên này thì sao? Gwen tiếp tục chiến thắng. Sao thế em chắc được cái mã đây? Cái mã là nhiều 3 sao nữa, trả được cái mã gì hết nữa cả. Tôi mới lên được Sion 3 thì xem này. Xem ai mới là người trồng khoai ở cái đất này. Sion ơi. Ui, đây rồi, một con nữa. Đâu rồi? Không biết là phải đi chợ có không nhờ. Đi chợ có thì thơm anh em nhờ. Ừ, cái này cũng có thêm hiệu triệu nhân này. Ui, anh đừng bắt Sion của em nhá anh ơi. Anh bắt Hammer em cho anh hết. Em cho anh hết Sion, Hammer luôn. Đừng có động đến thằng thằng ấy nhà em. Ừ, rất là nhiều vàng ạ. 21 máu ra đi. Khỏe thế. Đây rồi. Còn cuối cùng, con Xeon trong phiên đi chợ. Được chưa anh em ơi? Bạn cái đồ nhãn chưa? Đã xem đến đây rồi thì hãy kéo xuống dập nát nút like đi nào. Dập nhẹ nhẹ thôi, không làm nát điện thoại đây. Xeon 3 sao. Mình sẽ lắp thêm cho nó hai cái thú tượng nữa. Vẫn là 3 thú tượng. Còn những cái trang bị này thì đấy, Sojin là làm ném cho Rize rồi. Nhìn hai con này thôi là muốn kiểu xỉu, xỉu dọc, xỉu ngang rồi chứ gì nữa. Nhá. Xỉu luôn. Quả này Sion lên tầm khoảng ma, nhìn cái lượng máu kìa. Gwen ma muỗi. Muỗi mà. Con này đã có 10.000% à 1.000% tốc đánh rồi. Cũng thêm 300% nữa. Gì đây? Nó bổ kìa. Mình cứ đứng yên vậy. Một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi cái video ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới nha. Bye bye.